công bố ở bên nhà anh thêm. Anh đang dưới lòng đồng trò chuyện phía bên kia. Không rồi. Từ đi. Đi đâu? Đi đâu? Đây là quán chay rất là hoành tráng ở trên lầu. Ở trên đầu thì dành riêng cho mấy Phật tử. Giờ em tiếp tục em quay quay lại quay bé Tiểu Ly cho cả nhà xem ha. Đây là bà ngoại của bé Tiểu Ly này ha, đây cả nhà. Hai bà cháu nè. Bây giờ anh Kim Tí Lâm đi về cả nhà. Cho cậu miếng khăn giấy coi. Thôi ơi, lấy cái khăn giấy, thôi lấy cái khăn đi. Anh cho em mấy cái bịch ni lông, mấy cái bao xốp của mình lòi. Dạ rồi. Lấy cho mấy cái bịch bao xốp bàn 12 đựng về, khỏi em anh. Cho mấy cái bịch đựng bao đồ về. Đựng miếng khăn giấy đi. Ok rồi, về. Nhanh thôi. Cái gì à, bụng gì. Dạ không, cái bàn kia, cậu bàn kia thử. Ra ngoài cầm cho Kim Tiểu Ly ra ngoài. Có đi hát gần ghé con nha cậu. Dạ chị. Dạ chơi cho vui. Dạ chơi thì không nghe anh. Chơi cho vui. Có nhìn rất là dễ thú. Anh Kim Tiểu Long mua bé Tiểu Ly giờ đâu đi về. Về tới chưa? Hai. Về trong vòng á, trong không tiệm á. Ờ. Hỏi anh Long tới chưa? Tới đâu? Thế là họ tới mà anh chưa kêu giác này sớm chút nữa. Tới khuya mới tới à. Tới là 10 giờ rưỡi mới vô tới chỗ đó. Thì khoảng giờ 10 giờ 20 mình sẽ có mặt ở đó một chút xíu mình đậu rồi mình. Còn nãy đi bên đây hả? Về cả nhà. Rồi chúc hai anh năm mới sức khỏe nha. Rồi ok. Chúc nôm nha. Rồi ok, gặp lại hai sư. Dạ. Rồi. Chúc anh Kim Tiểu Long mùa xuân năm mới gặp thành công nhiều xô diễn. Cảm ơn nha. Em. Dạ. Cảm ơn hai đứa giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Thông gió hai chú đi con. Trời ơi sưng quá. Đưa hai ngón tay lên. Hai ngón. Đó bự ghê chưa. Dạ. Rồi về đi. Hai này cô chú chị ơi.
chơi bữa nào rảnh đi ăn với anh. Dạ, cảm ơn. Dạ. 6 mùng 6 anh phát quà từ thiện với Dũng Liêm á. Dạ. Rồi mấy đứa có xuống không? Dũng Liêm là Dũng Liêm là nhà anh quê Dũng Liêm Vĩnh Long á. Dạ Vĩnh Long. Dũng Liêm mình đi qua đường Bến Tre là cầu Củ Chiêm mình đi qua là tới. Dạ. Rồi đi tắt đường Bến Tre là qua tới cầu Củ Chiêm là tới Dũng Liêm. Nó là như vậy. Dạ. Có đó bữa đó em liên hệ với Nam này. Ừ, nói chuyện với nè. Bữa có cô Hai Lệ Thủy nữa. Dạ. Chị Phương Thủy nữa. Dạ. Cũng mọi người về hát cho vui. Dạ. Xuống ăn cơm với anh. Dạ. Chúc anh thật là nhiều sức khỏe, nhiều thành công nha. Ừ, tụi chúng thành công nha. Dạ. Rồi, chị Hai, chị Đại bước vô dĩnh chị Đại đi. Rồi, chị Đại coi. Cái đứt chị Đại chị Đại. Thôi, bye bye. Bye bye nha. Chúc anh nhiều sức khỏe. Rồi, khỏe nha. Chú lấy vấn đề anh chị. Hey. Dạ thì rất là mừng khi được gặp được anh Kim Tiểu Long cả nhà. À, các chú anh chị ơi. Dạ, buổi dễ cũng khá là dài rồi, anh Tiểu Long đã về rồi, mọi người cùng chúc chúc ở đây. Đây của chú anh chị thì nói chung là đây là cái quán nha, quán chai, cất là 4 chai nhà hàng. Đây cả nhà ơi. Có cà phê, thuốc lá luôn cô chú anh chị ở đây này nha cả nhà ơi. Đấy, mọi người thấy chưa? Đây có địa chỉ nha. Cô chú anh chị mà ở gần đây thì hãy ghé vào đây để mình ăn những món chai cô chú anh chị rất là ngon. Rất tuyệt vời luôn. Đây là cái hẻm vào trong là nó nằm bên tay phải nha cô chú anh chị. Thì nói chung là đầu năm đầu tháng năm mùng 2 anh Kim Tiểu Long cũng mời bọn em đi ăn bữa tối cơm chay rất là tuyệt vời. Một lần nữa thì em cũng cảm ơn anh Kim Tiểu Long luôn nha cả nhà. Theo chú anh chị. Thôi thì qua miền cũng xin kết thúc clip tại đây. Giờ qua miền vô lấy xe nha cả nhà. Một cô chú anh chị thấy video hay thì để nghĩa cho em một like, một đăng ký nha cô chú anh chị. Để em cập nhật những tin nóng cho cả nhà mình xem. Tết vui ha. Bye bye cô chú anh chị nha.